Hello anh em, lại là Thọ gọi đây. Cứu luôn. Ngạt luôn. Ông này ông đứng yên đây rồi, knock nốt luôn. Hai kill à? Lên trên này có ai không? Ui, có đứa con. Ui, hai đứa. À, ông kia bắn 1500. Đau thế. Chạy thôi. Cuốn máu thôi, bây giờ không cự được cũng bự đấy. Bạn đau lắm. Rồi, chạy trước. Chạy hướng dưới này nè. Đồ gì để lút không? Hết máu rồi. Trong này dám chơi luôn không? Lốc 2 clear. Ok, bạn này lại được cứu rồi, bạn Phương lại được cứu rồi, là may mắn. Clear một team rồi, bắn xuống điện cho bạn này này, bắn máu luôn, clear được gần hết một trời rồi đấy. Hôm kia bị bắn này, bắn đồ cho bạn này này. Rồi bạn kia có đắc kill luôn rồi. Dưới chắc nhiều đồ đấy. Đồ thôi. Nhưng ở đây còn mất đội mình hay sao ấy, ít quá. Đây không có B. B flat 3 combo mới. Hay bắn sắp bắn. Hay cứ bắn 1 B vậy. Mất tập bác mình bắn 4 hoặc là thọt 2 viên nữa. Ai kiếm người nè. Xem nào. Còn ai không? À, có được. Thấy rồi nha. Chúng ta ok nè. Đây. Đó kìa. Clear thêm team nữa. Bạn kia một kill mình một kill váy hết rồi. Ủa, ông kia bông kem mới lâu mà. Nào mình chơi thử. Nào mình sẽ mua cái bông kem mới này chơi. Nào đấy. Kem đẹp ghê. Ôi nhiều đạn trở lên quá. Hết đạn sụt ăn. Hiện đại trong trường đi. Ê, đây còn đứa này. Du tâm lại chết này. Chết luôn láo thôi. Tính đi làm gì. Đồng đội nó đâu rồi. Hay là có 6 kill rồi đấy. Ồ, mình quân nhanh quá. Mất. Biến mất luôn. Đội mất giày. Ok. 6 kêu còn 2 người thôi. Mình đi sang. Mệt đấy. Đồ này là ổn định rồi đấy. Full đồ đấy. Giàu to. Kiếm người nữa thì bắn. Xem nào. Nhưng có cái đồn thính. À cái thính. Ra dẫn cơ khí ra một ai không? Em đến hào lên. Ui, có ai trên nóc sữa không ta? Em bỏ thù thế. Tệ, gọi là chạy ra cổng trời thôi. Nó không lũng mình.
Xem ra đâu này. Bơi mới đẹp thế đấy, kiểu gì thì mình phải có bằng được. Mình không chơi nhân vật nữ hà không, cứ có bộ nào miễn phí là mình gác lấy. À sắp được cái nón lá để cái toàn xếp vào còn 17 thôi. Cái chết bao tim mình còn 2 người, 17 chứ 25 thôi. Không tính mình là còn mình 5 người. Chán quá. Đi săn người không có ai săn. Hạ vào cái thính này. Nói em nghe có đứa nào. Đứa nào không phải lút. Ui, thính lạ quá. Còn đứa lút mất rồi. Được ha. Xong SVD đấy rồi. Dạ ra cổng chờ chơi chỗ ơi này. Ăn trên năm rồi thì là kiếm phải tiếp có đúng có ai. À có đồ bắn này. Mình sống đốc rồi. Ôi giời nóc rồi. Bật 2 cái bóng kèo luôn. Em bật thông rồi. Ok ok. Thôi bật thông này cho bật máu. Ôi còn cái lon luôn. Chán quá không biết vào trong. Chán thật sự. Cứ rồi lại bị nóc phát nữa. Ôi sao. Chết rồi. Còn một mình thôi. Không biết có sống sót được không đây. Xem có sống sót được không. Phải thấy chán quá. Bọn này nguy hiểm đấy. Từ từ đã. Hỏa lực nó quá mạnh. Đặt 2 bông keo ra thì nó mới thành chịu tha. Cực kỳ mệt mỏi. Không sao thì mình cũng tiêu nó một ít đạn. Thì mình sẽ báo thù nó sau. Quân tụ quân tự trả thù 10 năm chưa muộn. Mệt lo gì. Đây chắc 3 phút nữa là mình chơi luôn. 12 người thôi, đồng đội mình đai còn 11 người. Mình sẽ còn 11 người. Hết bom keo rồi, nguy hiểm. Khó chịu nhờ. Hình như trên này quá hay sao. Nên xem nào. Không có ai. Tập mình xuống. Mình ra đi. Xuống lút cái thính ấy. Này có cái gì không? Kiếm keo chứ bây giờ không có keo có ăn. Thiếu keo trầm trọng. Ui, không được rồi. Khó khăn vậy. Lại có thính lại nổi rồi đấy. Đã, điều chỉnh nút tiếp luôn. Em ạ. Ôi rồi, tính trên nóc nhà. Nóc nhà này thì làm sao được. Nóc nhà đá mà. Nên kiểu gì. Trời ơi là trời. Ui. Một tim. Út. Ui không được. Chạy trèo khó út quá. Xem nào. Khá nguy hiểm. Mình không đoạn đồi này. Canh vẹn mình không có kem. Nó công lên chết. Tĩnh rồi. Thấy nó lại bắn này. Mình quay lại mình muốn lặn đồi nó không thấy mình. Em nào. Tới đây chơi luôn đấy.
Mày không biết mình đâu đâu. Đấy là bờ, đã bờ xuống dưới kia rồi. Em có chạy đâu không? Chạy lại giết luôn này. À, chạy à? Usaka ạ. Ôi, yếu rồi, yếu rồi. Đã chết chắc. Không giống được. Chết này. Chết. Chết. Ok, gạt luôn. Ok nha. Nào. Gạt rồi này. Một quả keo này này. Ui dồi. Đừng mắc vào thôi, không có thấy nó bắn chết. Nghỉ hấp thế nhỉ. À, có đồ bắn kìa. Là mình khá ép, nó bắn nhau. Là khá ép thôi. Ui, hai kia bộ. À, thằng kia đang yếu. Thiết luôn, ok. Hay là xong, thằng kia. Thằng kia đứng nóc kia mình không bắn trước. Mình bắn trước thì hay. Mà có thể nó lại gặp. Ui, nhiều xác thế. Ui, núi bông keo. Núi bông keo. Nhiều keo quá. Ôi, nhiều keo thế. Tôi không lốt. Ui, được không được. Ok nhá, còn 3 người thôi. Chắc còn một team này khó ăn này. Này khó ăn này. Ui, ui, rồi. Bắn bình luôn này. Khó chịu nha. Nhiều thế, còn này còn team 3 người rồi. Họ chơi thế. Xem nào. Xem nó đâu nào. À, một đứa này. Một đứa bên phải nữa này. Né ra này vỡ đầu. Nóc một còn hai đứa thôi. Công luôn. Ok. Người kêu ạ. Đây này. Ui chết rồi, buồn. Trời ơi, sao mình lại chết được khoảng này chứ. Trời ơi là trời. Ok nhá, chào tạm biệt anh em nhé.